Bốn chùm khéo tu sự nghiệp như vậy, đặng đắc 32 chùm tướng đại trượng phu thành tịnh thô thắng của Bồ Tát, nên biết 32 chùm tướng đại trượng phu và 80 tùy hảo như vậy. Nếu Bồ Tát trụ chùm tánh địa chỉ có chùm tử nương thần mà trụ, nếu Bồ Tát trụ thắng giải hành địa mới năng tu năng đắc phương tiện kia, nếu Bồ Tát trụ trong ý là thanh tịnh tăng thượng địa mới được gọi là đắc. Nếu Bồ Tát trụ ở các địa cao hơn còn lại thì tướng hảo chuyển chuyển càng thanh tịnh thù thắng hơn. Nếu Bồ Tát trụ ở cứu cánh Như Lai địa thì tướng hảo thiện tịnh không gì sánh vượt. Các tướng có hình sắc như vậy, chỉ vì khiến các hữu tình phẩm liệt trùng thắng dễ hiểu biết, tuy tất cả pháp Phật bất cộng đều được gọi là tướng đại trượng phu, nhưng chỉ là 32 tướng trên là tướng đại trượng phu, lại 32 tướng đại trượng phu như vậy, do tánh sở y đang giữ gìn, do rất thủ diệu đoàn nghiêm nên gọi là tùy hảo. Tóm lại hết thảy lượng tụ phước mà hữu tình gieo trồng, bởi là tụ phước nằm cả một lỗ lông của Như Lai, cho đến tùy nhập tụ phước của tất cả sở hữu lỗ lông mới là tụ phước năng cả một tướng tùy hảo của Như Lai, cho đến tùy nhập tụ phước của tất cả sở hữu tùy hảo tăng đến 100 lần mới là tụ phước năng cả một trong các tướng của Như Lai, cho đến tùy nhập tụ phước của tất cả sở hữu các tướng tăng đến 1000 lần trời tướng bạch hào mới là tụ phước năng cả tướng bạch hào giữa trạng mày, cho đến tùy nhập tụ phước của tướng bạch hào tăng đến 100.000 lần mới là tụ phước năng cảm tướng vô kiến đảnh của Như Lai, cho đến tùy nhập tụ phước của tướng bạch hào tăng đến số muôn muôn ức 100.000 lần mới là tụ phước năng cảm các tướng tùy hảo không nhiếp gì khác là tướng đại pháp loa. Do pháp loa đây Như Lai tùy sở thích phát đại âm thanh phổ biến khắp vô biên vô tế các thế giới để giáo hóa hữu tình. Như vậy do tu chứng vô lượng từ lường phước đức vô lượng viên mãn nên triều cảm tự thể nhiếp lấy tất cả chủng không thể nghĩ bàn, không gì sánh xứng, không gì vượt hơn, phổ biến khắp cả tối cực viên mãn của chư Như Lai. Lại vô lượng thiện nghiệp năng cảm các tướng tùy hảo đây được do ba nhân duyên nên gọi là vô lượng. Một, vì trải qua ba vô số đại kiếp tụ tập không gián đoạn mới viên chứng gọi là vô lượng thời. Hai, vì đối với hữu tình vô lượng ý lạc tăng thượng làm lợi ích an lạc duyên lực huân tập mà thành gọi là vô lượng ý lạc diệu thiện. Ba, vì vô lượng thiện nghiệp phẩm loại sai biệt huân tập mà thành gọi là vô lượng phẩm. Cho nên nói tu tập viên chứng vô lượng từ lượng phước đức năng phát khởi các tướng tùy hảo của Như Lai. 3. Bốn nhất thiết chủng thanh tịnh của Như Lai. 1. Nhất thiết chủng thanh tịnh sở y. 2. Nhất thiết chủng thanh tịnh sở duyên. 3. Nhất thiết chủng thanh tịnh tâm. 4. Nhất thiết chủng thanh tịnh trí. Sao gọi là nhất thiết chủng thanh tịnh sở y? Tất cả phẩm phiền não thổ trọng, kể cả các tập khí, ở nơi tự sở y vĩnh viễn, diệt tận, không sót thừa. Lại ở nơi tự thể, như ý thích, hướng đến các trụ rồi xả, tự tại mà chuyển. Đây gọi là nhất thiết chủng thanh tịnh sở y. Ra gọi là nhất thiết chủng thanh tịnh sở duyên, ở nơi tất cả chủng sở duyên của chủng chủng hoặc biến hoặc hóa hoặc hiển hiện đều tự tại mà chuyển. Đây gọi là nhất thiết chủng thanh tịnh sở duyên. Ra gọi là nhất thiết chủng thanh tịnh tâm. Như trước đã nói, vì tất cả chủng tâm thô trọng đều vĩnh viễn tận diệt xa lìa, tại vì trong tâm tất cả chủng thiện căn đều được huân tập. Đây gọi là nhất thiết chủng thanh tịnh tâm. Sao gọi là nhất thiết chủng thanh tịnh trí? Như trước đã nói, vì tất cả phẩm vô minh thô trọng đều vĩnh viễn tận diệt xa lìa, lại vì khắp trong tất cả cảnh sở chi trí không chướng ngại, trí tự tại chuyển. Đây gọi là nhất thiết chủng thanh tịnh trí. 4. Mười lực của Như Lai. 1. Trí lực xứ phi xứ. 2. Trí lực tự nghiệp. 3. Trí lực tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí. 4. Trí lực căn thắng liệt. 5. Trí lực trùng trùng thắng giải. 6. Trí lực trùng trùng giới. 7. Trí lực vào khắp hành. 8. Trí lực túc trụ tùy niệm. 9. Trí lực tử sanh. 10. Trí lực lậu tận. 10 chủng trí lực của Như Lai như vậy đã rộng thuyết trong kinh Thập Lực. Nên biết trong đây tất cả đều được nói, được thuyết, được bàn đều như thật không hư dối, cho nên gọi là Như Lai. Nhân như thật chuyển, không gì không bình đẳng. Cảm quả tịnh hoặc quả bất tịnh, đây gọi là xứ, cũng gọi là kiến lập, cũng gọi là nương, cũng gọi là khởi. Trái với tướng trên, nhân không bình đẳng,
Cảm quả tịnh hoặc quả bất tịnh, đây gọi là phi xứ. Trí ra lìa tất cả tầng thượng mạn, gọi là như thật, hoặc nhất thiết trí, hoặc vô trệ trí, hoặc thành tịnh trí, thì gọi là trí ra lìa tất cả tầng thượng mạn. Như vậy các cố về nhất thiết trí, tất cả như trước đã thuyết trong phẩm túi cực vô thượng bồ đề, theo thứ tự số đếm, đứng ở hàng đầu nên gọi là đệ nhất. Vì không gì hơn được, vì công năng tương ứng tất cả chủng nhiều ích hữu tình. Vì rốt ráo thắng phục tất cả đại oai lực của ma oán gọi là lực. Vì nhận nhiếp thọ viên chứng như thật. Vì tùy theo ý muốn đều năng hành chuyển tự tại gọi là thành tựu niết bàn tối thượng. Vì dụng không gì hơn gọi là đại. Vì chứng đắc tám thánh đạo trì. Vì xả lìa tất cả tai hoạn sợ hãi gọi là vị không cõi trời nào hơn. Vì năng tự rõ biết điều mình tự chứng đắc gọi là tự biết. Đã tự mình chứng đắc do tâm ai mẫn rộng về hữu tình khai thị gọi là chuyển phạm luân. Vì cớ sao? Vì chư Như Lai có tăng ngữ đây nên gọi là phạm, cũng gọi là tịch tĩnh, cũng gọi là thanh lương, năng chuyển trước tiên. Từ đây về sau, phạm chuyển không ngừng, châu lưu rộng khắp tất cả hữu tình gọi là phạm luân. Vì tự hiện bậc đại sư viên mãn vô thượng hơn cả. Vì năng tuyên thuyết đạo vô thượng đối trị tất cả ngoại đạo. Vì không khiếp nhược đối với đạo quán địch cùng luận khác hiện hành. Vì muốn thắng phục tất cả luận khác, tuyên dương luận rộng lớn vô thượng gọi là tránh sự tử hống trong đại chúng. Tóm lại trong đây, hiển phát biện rõ thì thiết khai thị hành tự lợi viên mãn, hành lợi tha viên mãn và hành tự lợi lợi tha viên mãn không cùng chung. Lại có lược nghĩa theo một cách khác, đó là phương tiện thù thắng nên đắc phương tiện đầy. Tất cả chúng hội tùy theo vui muốn hoặc trời hoặc người, tất cả năng tổng theo ta mà đạt được phương tiện đầy. Như bệnh được lành nên biết hiển thị tự biết đã được ở chốn đã an ổn. Như phương tiện trị lành bệnh kia nên biết hiển thị chuyển phạm luân. Như vì ngăn chặn các thầy tà tự xưng thầy thuốc, hiển rõ quyết chắc đã trị lành các bệnh. Nên biết đây hiển thị tránh sự tử hống ở giữa đại chúng, hoặc có các nghiệp đã tạo lạc, đã tăng trưởng, đã đoạn diệt gọi là quá khứ, hoặc có các nghiệp chẳng phải đã tạo làm, đã tăng trưởng, đã đoạn diệt, cũng chẳng phải đang tạo làm, mà là sẽ tạo làm gọi là vị lai. Hoặc có các nghiệp chẳng phải đã tạo làm, đã tăng trưởng, đã đoạn diệt, mà là đang tạo, đang làm, đang hành gọi là hiện tại. Các nghiệp như vậy có các phẩm loại sai khác. Lại có ba chủng là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mỗi chủng đều có pháp, thọ, phân chia riêng khác. Lại có bốn chủng như trước đã nói rộng, có pháp hiện tại thọ vui, sau thọ khổ dị tục cho đến nói rộng. Lại các nghiệp hiện pháp tương lai đây, tùy theo gia hạnh sai biệt mà có ích hay không có ích, tùy chỗ thích hợp đều nên rõ biết. Lại chỗ tạo nghiệp nương phương xứ đây, nên gọi là xứ, hoặc chỗ tạo nghiệp với số hữu tình hay chẳng phải số hữu tình, làm chỗ nương của sự việc nên gọi là sự, hoặc chỗ tạo nghiệp lấy thiện căn hay bất thiện căn làm nhân duyên khởi nên gọi là nhân, ở chỗ tạo nghiệp cảm ái hay phi ái mà thành tựu các quả tương ứng công đức hay quá thất nên gọi là dị thục. Như vậy lược thuyết tất cả thời phần, tất cả phẩm loại, tất cả phần vị gia hạnh giải khác, tất cả nơi chốn, tất cả ý xứ, tất cả nhân duyên, tất cả quá hoại và tất cả công đức, tất cả chủng loại sai biệt như vậy đều như thật biết. Đây gọi là lược trí tự nghiệp của Như Lai. Ngoài đây ra không còn được nào khác hoặc quá hoặc hơn. Lại có bốn tịnh lự và tám giải thoát. Tương do tịnh lự giải thoát như vậy nên tâm có khả năng khảm nghiệm, tùy theo vui muốn đều năng thành tựu. Hoặc lúc tùy theo sắc loại tướng tầm mà địa sai biệt của kia mà nhập định nên biết gọi là đẳng trì, đẳng trí. Như có thuyết rằng Thế Tôn lúc tùy theo sắc loại tướng tầm mà địa ấy mà nhập định, định tâm như thế, đại quang minh phổ chiếu khắp cả phạm thế, dùng diệu âm thuyết pháp chỉ nghe âm thanh mà chẳng thể thấy cho đến nói rộng. Như thế Như Lai tùy muốn hiển thị vô lượng sự nghĩa kia kia, hoặc cùng thế gian hoặc chẳng cùng thế gian, lúc tùy theo các loại sai khác của tướng tam ma địa ấy mà nhập định, nhanh chóng năng trọn vẹn tướng trên. Trong đây tức do thế lực của tịnh lợi giải thoát nên tâm đắc tự tại, do được tự tại nương theo tâm đầy, tùy theo sự vui thích mà tất cả đều thành tựu viên mãn, càng đầy gọi là tất cả sở tác của người tu tịnh lự. Ngoài đây ra không còn sở tác nào hoặc thêm hoặc hơn.
Như Lai ở nơi tất cả chủng loại sở tác của tịnh lự đây đều nằm như thật biết, cho nên chỉ nói tịnh lự đồng trì đồng trí lại được thuyết tịnh lự để có hai tạp nhiễm. Một trong đắc những điều trời đắc có tạp nhiễm chướng ngại, tức là không phương tiện thiện xảo, trong lúc gia hạnh và thuận theo một trong các cái hiện hành. Hai, trong đã đắc điều nên đắc có tạp nhiễm của tự địa, tức là phiền não truyền và tùy miên. Như vậy, thanh tịnh có bốn chủng, tướng đầy trái với các tướng tạp nhiễm. Lại tức các tịnh lự như vậy, dẫn phát chủng chủng giả lập tên gọi, tùy theo sắc loại mà an lập tương xứng gọi là kiến lập. Lại tức ở nơi các tịnh lự như vậy, đã chứng đắc đầy đủ, sau lại thắng tiến tu tập cho đến viên mãn, được tùy sở thích, được không khó khăn, được không dít dắm. Đây gọi là thành tịnh. Như Lai ở nơi những điều chưa đắc, những điều đã đắc đây, trong điều đã đắc hoặc thù thắng hoặc thấp kém, những giả danh kia hoặc sở hữu tăng tiến biên tế của kia, tất cả như vậy đều như thật biết. Cho nên nói là Như Lai đắc trí vô thượng ở khắp tất cả tịnh lự giải thoát đồng trì đồng trí. Tùy chỗ thành thục tu chứng viên mãn năm căn là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn, mà hình thành bậc liệt trùng thượng giải khác nên biết gọi là các căn thắng liệt. Hoặc tường hề mà phát khởi tâm tín, lấy đây làm tiền dẫn, hoặc quán các pháp làm tiền dẫn, vui thích biện luận giải thích thành bậc liệt, bậc trùng, bậc thượng giải khác, đây gọi là trùng trùng thắng giải. Hoặc rộng kiến lập các loại trùng tánh, hoặc sở hữu trùng tánh thanh văn, hoặc sở hữu trùng tánh độc giác, hoặc sở hữu trùng tánh trường như lại, hoặc các loại trùng tánh bất định, hoặc đạo lý hành tham sai biệt cho đến 80.000 hành của hữu tình, đây gọi là trùng trùng giới. Hoặc tức như vậy, thú nhập các môn thuận theo chánh hạnh như kẻ hành tham, thì tu quán bất định như trong thành văn địa đã rộng tuyên thuyết, hết thảy đây gọi là vào pháp hành. Lại có các dạng khác, đó là thú hướng hành của tất cả năm đường, nên biết hết thảy đây gọi là vào pháp hành. Lại có các dạng khác, đó là đường trùng trùng nhóm loại sai khác, lại thêm chống trái lẫn nhau, như các ngoại đạo mỗi mỗi có kiến khác, dục khác, tranh luận chống trái lẫn nhau, tức là sở hữu các hành của các sa môn hoặc bá la môn hoặc tất cả phẩm loại sai biệt còn lại, đời này đời khác hướng đến không tội, nên biết hết thảy đây gọi là vào pháp hành. Như trong kinh Cà Mà Là, Cà La Mà đã thuyết, đó là ở phương Đông Tây Nam Bắc sai khác, có chủng chủng danh tự giải thuyết an lập, phẩm loại sai khác, từ quá khứ trước, sở hữu tự thể đều thuộc trong 8 loại câu nói sai biệt, có vô lượng chủng túc trụ tùy niệm, nhưng chỉ tóm lại trong 6 chủng lược hành. Những gì gọi là 8 loại câu nói, 1. Tên gọi như vậy, 2. Danh loại như vậy, 3. Chủng tánh như vậy, 4. Ăn uống như vậy, 5. Lãnh thọ khổ vui sai biệt như vậy, 6. Trường thọ như vậy, 7. Kiều trụ như vậy, 8. Thọ mạng giới hạn như vậy. Những gì gọi là 6 chủng lược hành, 1. Giả lập tên để gọi, 2. Dòng tộc sắc lại khác nhau, như sát đế lợi, 3. Cha mẹ khác nhau, 4. Cách thức ăn uống khác nhau, 5. Hưng thịnh suy tổn khác nhau, 6. Thọ mạng khác nhau. Do cả thế gian nương 8 loại câu nói và 6 chủng lược hành đây, nên đối với người, đối với mình khởi nói khởi thuyết, đây là tên tôi, kia là tên anh, tôi là dòng sát đế lợi, anh là dòng sát đế lợi, tôi hoặc là dòng bà la môn, hoặc dòng vệ xá, hoặc dòng trên đà la, anh hoặc là dòng bà la môn, hoặc dòng vệ xá, hoặc dòng trên đà la, đây là mẹ tôi, kia là mẹ anh, đây là cha tôi, kia là cha anh, tôi dùng các loại thức ăn uống như vậy, anh dùng các loại thức ăn uống như vậy, tôi hành chuyển hưng thạnh suy tổn sai khác như vậy, anh hành chuyển hưng thạnh suy tổn sai khác như vậy, tôi có tuổi hoặc trẻ hoặc trung hoặc già như vậy, anh có tuổi hoặc trẻ hoặc trung hoặc già như vậy, cho đến nói rộng người thấy sở hữu tự thân mỗi người ở quá khứ chưa kia cũng chỉ tóm lược đầy đủ trong 8 loại câu nói và 6 chủng lược hành như vậy, ngoài đề ra không có câu nói và chủng lược hành nào khác, cho nên chỉ ở nơi các phẩm loại như vậy mà phát khởi tùy niệm, lại không có thêm. Tức ở trong đây hoặc ngôn thuyết hành, chỗ có các tướng hành, hoặc ngôn thuyết câu, chỗ có nói bản nêu ra, tùy khởi nhớ nghĩ, cho nên nói rằng tất cả tướng, tất cả nói bản đều năng tùy nhớ nghĩ. Trong đây tịnh lự gọi là thiền trụ, mắt nương nơi kia, vì là quả của kia, vì nhiếp thọ kia nên gọi là thiền nhãn, vì cực viên mãn là quả tịnh lự thiện thành tịnh nên gọi là cực thành tịnh. Trong cõi người, chỗ có văn tự đều không thể tương ứng nên nói là siêu vượt đối với người.
trong trai dục giới cũng có giành được giành tương tội chuyển, đó là thiền nhãn thành tịnh ở người cũng không có. Các loại hữu tình đến lúc lâm chung gọi là thời chết, trụ tại trùng hữu thì gọi là thời sanh. Trùng hữu hướng đến đèn tối có hai chủng tướng, như ánh sáng sắc đen của con dê, hoặc có ánh sáng như trời đêm âm u cho nên gọi là sắc xấu. Trùng hữu hướng đến sáng suốt có hai chủng tướng, như ánh sáng của áo trắng hoặc ánh sáng của trời đêm trong sáng, cho nên gọi là sắc tốt. Kẻ có sắc xấu thì gọi là thấp kém, kẻ có sắc tốt thì gọi là thắng diệu. Các kẻ thắng diệu thì gọi là đi vào đường thiện, các kẻ thấp kém thì gọi là đi vào đường ác. Do hủy phạm giới và khởi làm hết thảy việc hủy báng kia mà thành ba chủng thân ngữ ý hành ác. Có hai dạng tà kiến, một kẻ hoại kiến do hủy báng tất cả và trụ trong các ý hành ác khác nên thành tà kiến. Hai, một dạng khác do hủy báng thánh hiền nên thành tà kiến. Như vậy đều gọi là kẻ hủy báng thánh hiền. Do tà kiến đây nên miêu đắm trong nhân tà và quả tà, do duyên đây tạo tác tà nghiệp. Do tạo tác tà nghiệp nên sở hữu pháp thọ, hoặc hiện tại thọ vui nhưng tương lai thọ khổ dị thục, hoặc hiện đời thọ khổ, tương lai lại tiếp tục thọ khổ dị thục. Cho nên các nghiệp tà kiến là nhân sanh khởi pháp thọ. Tuy thành tựu trùng trùng thiện pháp khác mà chỉ do đây nên đi đến các ác đạo. Cho nên nói rằng hai chủng danh sắc chống trái lẫn nhau cho nên gọi là thân hoại. Trong tất cả chết, người chết như vậy rất là hạ liệt nên gọi là cực tử. Vì muốn khai thị tưởng địa ngục nên nói đọa đường ác hiểm. Vì muốn khai thị tự tánh dự thể nên lại nói địa ngục. Vì hành phi pháp bất bình đẳng nên đi vào địa ngục kia gọi là hiểm. Ở trong các đường đây, trường thầy không gián đoạn lãnh thọ trùng trùng khổ mãnh liệt, đồng nhau thọ nhận các khổ não xuất hiện nên gọi là đường ác. Vì đạo ở đường ác, vì hầm sâu các khổ vây bùa, vì khó cứu vớt, vì rất đáng xót thương, vì rất hạ tiện, vì thường có những tiếng bi oán cho nên gọi là đọa. Do năng pháp khởi chán liệt phẩm thượng cho nên chỉ nói đọa địa ngục, nên biết trong đây nếu đã sanh rồi thọ các khổ não, đã thọ khổ rồi tự nghiệp tạo tác còn lại pháp khởi trùng trùng các khổ khác. Tất cả như vậy phải biết đều là chỗ hiển thị của tưởng. Trái với tướng trên, nếu chỗ thích hợp rồi trong tất cả phẩm bạch đây cũng có sự khác biệt cần nên rõ biết. Đó là sở hữu các hành hướng đến đều lấy thiện làm tiền dẫn, gọi là đường thiện. Vì thọ cực lạc, gọi là thế giới lạc, tất cả các lậu, tùy miên vĩnh viễn, đoạn không sót thừa. Đạt được tâm năng trị vô lậu thù thắng, tuệ vô lậu thù thắng. Đây nhiếp thuộc tăng thượng tầm tối thắng, nhiếp tăng thượng tuệ tối thắng. Do lậu tận nên gọi là tầm vô lậu tuệ giải thoát và tối hậu hữu thân. Hai chủng tầm và tuệ đều được giải thoát rốt ráo, nên gọi là bên trong chứng thần thông thứ sáu. Do nương kiến đạo và đường tu đạo cho nên bên trong thành tựu việc đây như thả rõ biết tự chứng rồi. Tùy theo sở thích năng vì người thuyết cho nên nói rằng trong hiện pháp tự chứng thông tuệ khai giác đầy đủ, ta sành đã tận. Tất cả các câu nói khác về tướng đây nên biết sẽ rộng nói về sau trong phần nhất dị môn.